thế giới. Chính phủ Pháp nỗ lực phá vỡ bế tắc về dự luật cải cách nhập cư. Chính phủ của Pháp mới đây công bố kế hoạch thành lập một ủy ban đặc biệt của quốc hội nhằm phá vỡ bế tắc sau khi các nghị sĩ đối lập bất ngờ bác bỏ dự luật về nhập cư. Hạ viện của Pháp cũng đã thông qua đề nghị bác bỏ dự luật cải cách nhập cư mà không cần thảo luận thêm. Đảng Xanh đưa ra đề nghị này vốn là một trong số các nhóm đối lập cánh tả trong Quốc hội đã nhận được 270 phiếu thuận và 265 phiếu chống. Việc dự luật bị à, bác bỏ là một đòn giáng mạnh vào chính phủ của nước Pháp nói chung và Bộ trưởng Nội vụ của Pháp Gérard nói riêng. Tổng thống Emmanuel Macron đã tổ chức cuộc họp khẩn với Thủ tướng Elizabeth Warren và các Bộ trưởng chủ chốt tại Điện Elize. Tại cuộc họp thì ông Macron quyết định duy trì nỗ lực thông qua dự luật và đưa văn bản này trở lại một ủy ban của quốc hội để xem xét. Tổng thống của Pháp cũng tuyên bố không chấp thuận đơn từ chức của Bộ trưởng Dominic. Trả lời báo giới sau một cuộc họp nội các, phát ngôn viên chính phủ Olivier Véran nói rằng ủy ban trên sẽ đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất và chính phủ hy vọng sẽ thỏa hiệp được với các nghị sĩ đối lập. Ủy ban sẽ gồm có 7 đại diện của Thượng viện và Hạ viện có nhiệm vụ đưa dự luật trở lại cả hai viện để bỏ phiếu. Dự luật nhập cư mới có thể siết chặt cơ chế tị nạn khi cho phép giảm các thủ tục và thời gian xét đơn xin tị nạn, có thể trục xuất nhanh hơn những người bị bác đơn xin tị nạn mà không cần chờ đương sự kháng cáo. Dự luật khiến cho việc đoàn tụ gia đình cũng như là viện trợ y tế cho người di cư trở nên phức tạp và hạn chế hơn. Từ Canada thưa quý vị. Canada buộc tội kẻ bán chất độc ở trên mạng cho người muốn tự tử. Một tòa án ở Canada đã cáo buộc một người tên là Kenneth Low, từng là đầu bếp, phạm tội giết người ở cấp độ 2 có liên quan đến hành vi bán chất độc cho những người nào muốn tự tử và đã dẫn đến nhiều vụ tự sát ở tại một số quốc gia. Theo các tài liệu của tòa án, đối tượng này 58 tuổi, phạm 14 tội có liên quan đến hành vi giết người. Kenneth Law hiện nay cũng đang đối mặt với 14 tội danh liên quan đến hành vi tư vấn hoặc là hỗ trợ cho các vụ tự tử ở tại tỉnh Ontario của Canada. Law bị bắt giữ vào tháng 5 năm nay. Đối tượng này đã giao bán ở trên các mạng một loại chất đó được gọi là natri nitrate là một chất hóa học thường được sử dụng để bảo quản thịt và cá có thể gây ra chết người nếu như cơ thể tiếp nhận một hàm lượng lớn theo cảnh sát của Canada, Kenneth Law được cho là đã gửi ít nhất là 1.200 gói có chứa chất natri nitrate đến hơn 40 quốc gia. Giới hữu trách ở tại Hoa Kỳ, Ý, Australia và New Zealand cũng đang điều tra vụ việc. Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia của Anh cho biết đã xác định được 232 người ở tại nước này mua hoạt chất natri nitrate ở trên các website có liên quan đến lâu trong vòng 2 năm và có 88 người trong số này đã chết liên quân của hoa kỳ tại iraq và syria bị tập kích các căn cứ quân sự tại iraq và syria nơi liên quân chống is do hoa kỳ dẫn đầu đồn trú bị tập kích bằng uav và rocket một giới chức quân sự của hoa kỳ mới đây cho biết là máy bay không người lái uav tấn công căn cứ không quân yen al assad tại miền tây của iraq nơi có nhiều lính của hoa kỳ đóng quân các tay súng cùng ngày phóng một số rocket nhằm vào căn cứ ở khu vực thị trấn al sadadi đông bắc của syria giới chức của hoa kỳ đã cho biết thêm song không công bố chi tiết về thiệt hại hoặc là thương vong liên quan hai vụ tập kích do nhóm dân quân thân iran có tên là kháng chiến hồi giáo iraq thực hiện nhóm này từng nhiều lần thông báo tấn công các vị trí của lực lượng hoa kỳ trong khu vực Hoa Kỳ ghi nhận ít nhất là 92 vụ tấn công nhằm vào lực lượng nước này tại Iraq và Syria từ ngày 17 tháng 10. Các tay súng phóng loạt rocket nhằm vào đại sứ quán của Hoa Kỳ trong vùng xanh được bảo vệ nghiêm ngặt ở thủ đô Baghdad của Iraq. Ít nhất là 5 vụ tấn công khác diễn ra cùng ngày nhằm vào quân đội của Hoa Kỳ cùng liên minh do nước này dẫn đầu ở Syria và Iraq nhóm hezbollah thông báo những vụ tập kích nói trên thể hiện quy tắc giao chiến mới và sẽ tiếp tục diễn ra cho tới khi binh sĩ của hoa kỳ cuối cùng rời khỏi iraq bộ trưởng quốc phòng lloyd austin cáo buộc hezbollah và harakat al nujaba một nhóm vũ trang thân iran đứng sau phần lớn vụ tập kích nhằm vào lực lượng nước này ông austin cảnh báo là hoa kỳ có quyền hành động để tự vệ trước những ai tổ chức bất cứ vụ tập kích nào nhằm vào binh lính của hoa kỳ Vladimir Putin dự lễ thượng cờ hai tàu ngầm nguyên tử thế hệ mới. Lễ thượng cờ đưa vào biên chế hai tàu ngầm nguyên tử thuộc thế hệ mới của Hải quân Nga đã diễn ra vào ngày hôm qua ở tại nhà máy đóng tàu Semash ở thành phố Severodonetsk, nằm về miền đông của nước này. Vladimir Putin trực tiếp dự lễ biên chế tàu ngầm nguyên tử mang tên là Hoàng đế Alexander Đệ Tam và Krasnoyarsk. Ông chủ của Điện Cầm Linh nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục củng cố sức mạnh hải quân bằng cách tăng tốc xuất xưởng chiến hạm và hiện đại hóa lực lượng sẵn có. Vladimir Putin cho biết là Moscow đang đóng thêm 5 tàu ngầm nguyên tử tấn công thuộc về lớp Yasen-M, đồng thời có kế hoạch biên chế thêm 3 tàu ngầm nguyên tử chiến lược lớp borei A trong những năm tới. Alexander Đệ Tam là các tàu ngầm dài 170m, rộng 13.5m, có lượng giãn nước là 24.000 tấn, tốc độ tối đa khi lặn đạt được là 56 cây số một giờ và tầm hoạt động không giới hạn. Tàu ngầm lớp này được cải tiến đáng kể về hệ thống thông tin liên lạc, giảm độ ồn cũng như là tăng diện tích khoang sinh hoạt cho thủy thủ đoàn. Vũ khí chính của tàu ngầm lớp Bore là 16 phi đạn đạn đạo xuyên lục địa RSM-56 Bulava cùng với nhiều loại phi đạn hành trình. Mỗi quả mang được 10 đầu đạn nguyên tử và đạt được tầm bắn tối đa là 10.000 10 cây số cho phép mỗi tàu ngầm thuộc lớp Borei mang được tối đa là 160 đầu đạn nguyên tử. Krasnoyarsk là phiên bản nâng cấp của lớp tàu ngầm nguyên tử đa nhiệm thế hệ mới nhất do Nga phát triển. Tàu ngầm có lượng giãn nước 13 13 800 tấn, có khả năng hoạt động ở độ sâu 520 m, tốc độ dưới nước hơn 57 cây số giờ. Thủy thủ đoàn là 64 người và có thể hoạt động ở dưới nước trong vòng 100 ngày liên tục trong khi đó Hoa Kỳ mất kiên nhẫn với chiến dịch tấn công Hamas của Israel. Politico dẫn các nguồn tin cho biết là chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ cho lực lượng phòng vệ Israel thêm 3 tuần để thực hiện chiến dịch tấn công giải Gaza mà họ đã tiến hành hơn 2 tháng qua. Truyền thông Israel gần đây cũng đã đưa ra những đồn đoán tương tự, cho hay Washington đã dần cạn kiên nhẫn với chiến dịch của Tel Aviv. Bình luận viên Alan Pinkas của Haaretz đã cho rằng Trước cuối năm nay, thì Washington sẽ yêu cầu Israel thay đổi tính chất cuộc chiến mà nước này đang theo đuổi tại Gaza, đồng thời rút lực lượng trở về để tái củng cố biên giới, tiến hành những cuộc tấn công quy mô nhỏ hơn nhằm vào các thành trì còn lại của Hamas. Trong hơn hai tháng qua, Hoa Kỳ là đồng minh ủng hộ mạnh mẽ nhất của Israel trong chiến sự Gaza. Tuy nhiên, thì Hoa Kỳ mới đây phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza trong khi Anh quốc, đồng minh thân cận của Hoa Kỳ, bỏ phiếu trắng. Tất cả 13 thành viên còn lại của Hội đồng Bảo an đều bỏ phiếu ủng hộ dự thảo nghị quyết. Hành động của Hoa Kỳ làm bật lên thực tế rằng là Israel đã trở nên phụ thuộc vào đồng minh chiến lược của mình về hỗ trợ ngoại giao như thế nào. Nhiều người Israel đang đưa ra giả định sai lầm về khoảng thời gian mà Washington dành cho Tel Aviv với chiến dịch trên bộ tại giải Gaza. Theo giới quan sát, thì Tổng thống Biden có những trở ngại của riêng mình chủ yếu bắt nguồn từ tâm lý dè dặt ngày càng tăng trong các thành viên trẻ tuổi của Đảng Dân chủ đối với việc hỗ trợ Israel. Trước công chúng thì cả hai nước đều phủ nhận chính quyền Hoa Kỳ đã đặt ra hạn chót để Israel kết thúc chiến dịch quân sự tại Gaza, nhưng một số nguồn tin xác nhận trong chuyến thăm Israel gần đây, ngoại trưởng Anthony Blinken đã nói với các đối tác của Israel rằng họ phải kết thúc mọi việc vào năm mới. Bác sĩ giao thái nói rằng con tin bị chuốc thuốc và bị lạm dụng ở Gaza. Bác sĩ người Do Thái cho biết là các con tin ở Gaza đã bị cho uống thuốc an thần để ngồi im, cũng như là bị lạm dụng tâm lý và tinh thần. Rinana Eaton là giám đốc của khoa tâm thần của trung tâm y tế Ichilov ở Tel Aviv cho biết Tôi chưa từng chứng kiến điều gì như thế trong 20 năm điều trị nạn nhân chấn thương tâm lý. Sự lạm dụng thể chất, tình dục, tinh thần và tâm lý mà các con tin đã phải trải qua là vô cùng khủng khiếp. Trung tâm Ichilov tiếp nhận 14 con tin Israel đã được Hamas trả tự do theo thỏa thuận ngừng bắn hồi cuối tháng 11. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nhận định một số người có thể đã bị ép uống benzodiazepine là một loại thuốc trầm cảm có tác dụng an thần. Họ muốn kiểm soát trẻ em và thanh thiếu niên, họ hiểu rõ nếu như cho uống thuốc thì các cháu sẽ giữ yên lặng. Bà cho biết, một bé gái bị tiêm ketamine trong vài tuần, không thể tin nổi khi người ta tàm làm như vậy với một đứa trẻ. Chính quyền của Do Thái có kế hoạch thành lập một trung tâm điều trị rối loạn căng thẳng sau chấn thương sau khi cả đất nước chấn động về vụ tấn công vào ngày 7 tháng 10 của Hamas. Bà Itan cho hay khoảng 5% dân số Israel, tương đương với khoảng 400.000 người, có thể sẽ mắc một số triệu chứng rối loạn căng thẳng sau thảm kịch. Điều này đẩy các bác sĩ vào trong tình thế khó xử. Trung tâm Isolo đang điều trị cho hàng trăm bệnh nhân bị thương, trong đó có nạn nhân của vụ tấn công ngày 7 tháng 10 và binh sĩ ở trong cuộc chiến ở Gaza. Phó trưởng khoa phẫu thuật chấn thương cho biết các binh sĩ được vận chuyển từ chiến trường tới Ichilo trong 15 phút bằng máy bay. Hamas hiện nay đang giam giữ ít nhất là 137 con tin ở giải Gaza. Trong khi do Thái thì nối lại chiến dịch tấn công với quy mô lớn ở trên bộ để xóa sổ nhóm vũ trang này. Cơ quan y tế Hamas cho hay chiến dịch trả đũa của do Thái vào trong giải Gaza khiến cho hơn 18.200 người từ vùng đất này bị thiệt mạng. Tổng số đồng hồ xa xỉ bị trộm cắp ở Anh Quốc lên đến hơn 1.3 tỷ Mỹ Kim. Nghiên cứu cho thấy giá trị của những chiếc đồng hồ xa xỉ bị đánh cắp ở Anh Quốc lần đầu tiên đã vượt qua 1.3 tỷ Mỹ Kim trong một năm. Hàng ngàn chiếc đồng hồ đã bị đánh cắp vào năm ngoái nhưng chỉ một phần năm được tìm lại. Nỗi lo sợ đồng hồ xa xỉ bị giật khỏi tay đang buộc người đeo phải cảnh giác hơn trước tình trạng trộm cắp gia tăng phát hiện của chuyên gia đồng hồ xa xỉ đã qua sử dụng Watchfinder and Company cho thấy. Trong những năm gần đây, thì thị trường đồng hồ xa xỉ mới và cũ đã có sự bùng nổ, thu hút tội phạm cũng như là các nhà đầu cơ. Cuộc khảo sát cho thấy là 2 phần 3 số người sở hữu đồng hồ nói rằng làn sóng tội phạm hiện nay đang khiến cho họ cảnh giác hơn khi đeo đồng hồ và 36% muốn làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn kẻ trộm. Trong số những người bị mất đồng hồ, 68% tin rằng đồng hồ của họ đã được bán. Dữ liệu được cung cấp cho Watchfinder cho thấy 33 trong số 45 lực lượng của đất nước đã ghi nhận tổng cộng là 11.035 vụ trộm, tăng 41% so với 7.821 vụ được báo cáo vào năm 2021. Sự gia tăng các vụ trộm đồng nghĩa với nhu cầu về thợ đồng hồ để thu hồi những chiếc đồng hồ bị đánh cắp, chẳng hạn như là Art Recovery International do Christopher Marinello, một sinh viên nghệ thuật chuyển sang làm luật sư điều hành. Watch Register, cơ quan điều hành cơ sở dữ liệu và cũng phục hồi đồng hồ cho biết họ hiện có khoảng 80.000 đồng hồ được ghi danh là bị đánh cắp hoặc mất tích. Ít nhất là 6.815 chiếc đồng hồ mới được ghi nhận trên cơ sở dữ liệu là bị mất hoặc là bị đánh cắp vào năm 2022, tăng 60% vào năm 2021. Theo The Watch Register, khoảng 90% đồng hồ trên cơ sở dữ liệu là mẫu dành cho nam giới, có giá bán lẻ cao hơn khiến cho chúng trở thành mục tiêu hấp dẫn của bọn trộm. Xét về thương hiệu đồng hồ cao cấp phổ biến nhất được ghi danh trên cơ sở dữ liệu của The Watch Register Rolex chiếm 44% tổng số đồng hồ bị đánh cắp hoặc là bị mất. Tiếp theo là Omega 7%, Breitling là 6% và Tag Heuer 5%. Và kết thúc quý vị vừa rồi là những bản tin liên quan đến thế giới. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình của Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ.